Em cười lên có được không? Có chuyện gì thế ạ? Nụ cười của em rất ngọt ngào. Nó có thể khiến con ngọt ngào thế. Anh cứ trêu em. Anh vui tính thật đấy. Em im lặng đi có được không? Nhưng mà từ nãy đến giờ em có nói gì đâu ạ? Nãy giờ em không nói gì à? Tại sao giọng nói ngọt ngào của em cứ văng vẳng bên tai rồi in hằn vào trong tâm trí của anh, làm anh không thể nào tập trung gọi món được. Món này món gì đây?